Mèo ú review xin chào tất cả các bạn. Tuy thường xuyên trốn nóc nhà đi chơi, nhưng hôm nay, Vicky giận dội đã thả anh nhọ muốn làm gì thì làm. Đúng là một ngày tu không thể thành chính quả, nhưng một ngày ngu thì nhận rất nhiều hậu quả. Và cái kết là bây giờ anh nhọ đang buồn bã ngồi nghĩ về nóc nhà, cùng những kỷ niệm mà cả hai từng có với nhau. Thân nam nhi trời không sợ, đất không sợ, còn lại cái gì anh cũng sợ, nhất là sợ lỡ nóc nhà nổi giận lên thì ối giời ơi, cụ đi chân lạnh toát thật đấy. Thôi về nhà rồi tính tiếp. Mất công đã ra đến tận đây rồi thì phải tìm gì ăn thôi. Tối qua đã bị cho nhịn đói rồi. Vừa quăng cần đã có cá cắn câu rồi. Anh nhọ quay tay mạnh mẽ. Nhưng có lẽ lâu ngày không phải làm chuyện này, nên anh nhọ gặp khá nhiều khúc mắc. Đó là một con cá cực lớn, nhưng cái kết cho việc anh đã không quay tay đủ nhanh, con cá đã thoát đi mất rồi. Không có nóc nhà ở đây, mọi việc trở nên khó khăn thật đấy. Anh nhọ nhớ lại, chuyến đi gần đây nhất có Vicky, mọi chuyện thật dễ dàng làm sao. Họ bắt đầu chuyến đi một cách đầy hào hứng. Và vừa quăng miếng, họ đã bị đàn cá mập bao vây đớp miếng. May mắn là họ không phải bế em cá mập nào lên thuyền cả. Để tìm kiếm cá ngừ, họ đã lặn ở một nơi rất sâu, hoàn toàn không thể nhìn thấy phía trên mặt nước nữa. Và trong làn nước mờ ảo đó, chỉ cần nhắm thật kỹ, và bùm, họ đã có một em cá thu cực kỳ ngọt nước. Kết quả ngoài mong đợi, mọi thứ đều đẹp như mơ vậy. Vicky giống như bùa hộ mệnh của anh nhọ, anh bắt đầu lặn xuống đáy biển thêm một lần nữa. Rất nhiều cá dưới đó, cảnh vật mờ ảo và đẹp như thiên đường vậy. Ú oà, một em cá đang chơi trốn tìm nhưng bị anh nhọ xiên trúng rồi. Cây cao bóng mát không ngồi, đi ra bóng nắng trách trời không dâm, tự nhiên chui ra đây chi cho anh nhọ tóm được thế không biết. Theo anh nhọ được biết, đây là cá nhảy, cực kỳ ngon, chúng rất nhạy cảm nên thường khá khó săn được. May mà lần này anh đã thành công. Tài nghệ đã được thời gian rèn rũa, anh nhọ càng ngày phi lê cá càng điêu luyện, dễ dàng có được những miếng phi lê cá ngon lành. Hôm nay sẽ là đại tiệc BBQ hoành tráng, anh nhọ xiên từng thớ thịt cá thành từng xiên dài, rồi bắt đầu cho vào chảo nướng. Anh nhọ không quên chuẩn bị rất nhiều rau làm salad ăn kèm. Anh trai này mình đồng da sắt hay sao mà cứ tay không lật cá thế mà không thấy nóng nhỉ. Ngay sau đó, anh bắt đầu cho nước sốt lên trên, một mùi thơm lôi cuốn nghi ngút bốc lên. Mà ngửi mùi thơm nồng nàn đó, mà anh nhọ quên lật cá, kết quả anh có món cá nướng bóng đêm, tuy vậy trông vẫn khá hấp dẫn. Boss được ưu tiên nếm trước món ăn, chả khá đưa miệng đấy anh trai. Boss vẫn ăn hết là đủ biết món ăn này ngon lành rồi. Thôi, để anh nhọ đánh chén đi chứ chúng ta cứ vừa xem vừa nuốt nước bọt thì làm sao họ có thể ăn ngon miệng được cơ chứ. Thế nên bây giờ chúng ta tiếp tục một chuyến hành trình cực cháy của anh nhọ, khi anh tìm đến một vùng biển cực xịn, với cảnh vật tuyệt vời và những loài sinh vật vừa quen thuộc vừa kỳ lạ. Và anh sẽ có cuộc gặp gỡ định mệnh với loài cá được biết là lớn nhất thế giới. Chúng ta hãy cùng khám phá ngay nhé. Rất nhiều loài cá xinh đẹp dưới đây, nhiều con cá anh nhọ vừa đuổi theo vừa nuốt nước bọt vì chúng cực kỳ ngon. Nhưng hôm nay anh sẽ không săn bắn, mà chỉ muốn ngắm nhìn chúng một chút mà thôi. Đang cực kỳ hào hứng, anh quyết tâm chơi lớn, sẽ chờ đến tối, thủy triều rút xuống để tìm gặp vài em hải sản kỳ lạ và xinh đẹp. Còn bây giờ, trong lúc chờ đợi thủy triều rút, họ sẽ tiếp tục thăm thú biển khơi thôi. Rất nhiều loài cá mà mèo ú chưa từng thấy bao giờ, như loài cá bao thanh thiên này này, chúng đen thùi lùi, chỉ có vây sáng lên màu vàng, giống y chang bao công các bác ạ. Anh nhọ đang lái con mô tô sặc mùi tiền, mà cực kỳ cool ngầu, thế này thì tốn gái phải biết. Trời đang dần về chiều, nước đã bắt đầu rút xuống, một vài loài hải sản thú vị đang dần hé lộ. Thứ kỳ lạ trước mắt chúng ta là một loài ngao khổng lồ, chúng sẽ ăn tảo và động vật nhỏ trong nước. Các em này mà cho vào bể cá cảnh thì xinh đẹp hết nước chấm. Đây là một em tôm sống nhờ đang bò lồm ngồm, và chu choa, một chiếc ốc siêu to khổng lồ. Anh nhọ phải gồng hết sức mới nâng được nó lên, con ốc này phải nặng khoảng 15 kg chứ chẳng đùa. May cho nó ghê, hôm nay anh nhọ không sát sinh nhé, còn không thì lại được hít mùi xả no nê rồi. Rất nhiều em bé dễ thương ở đây, giúp đỡ những em cá mắc cạn không kịp di chuyển khi nước rút, thật sự rất thú vị. U là trời, con cá này không biết ai bạn ai thú ấy nhỉ. Nó vừa xin anh nhọ tí huyết và thể hiện rõ thái độ bố mày không cần giúp đỡ, thế nên anh nhọ để nó lại tiếp tục công cuộc giải cứu cho những chú cá ngoan ngoãn khác đấy. Cứ hiền lành như em này có phải là được anh nâng niu không, cứ ngoan là có quà, nếu không nóng tính lên anh lại cho đăng xuất luôn thì lại ối giời ơi. Hai ba con mực, anh yêu em cực. Anh nhọ âu yếm ôm nó vào bàn tay. Ô kìa, một em cá đang chơi ú ọt, tưởng trốn kỹ lắm, nhưng chỉ là trò con bò trong mắt anh nhọ mà thôi. Cuộc đời là những chuyến đi, cứ khám phá như anh nhọ đây sẽ thấy thế giới diệu kỳ ngoài kia còn rất nhiều điều tươi đẹp để học hỏi. Cuộc sống mà, đến mặt trời còn mọc ở một hướng, lặn ở một hướng, huống hồ lòng người, nói một đàng làm một nẻo nó lại là chuyện quá bình thường. Đừng buồn vì những chuyện không xứng đáng, nếu cảm thấy rằng người ta nói yêu mình mà không thể thay đổi những tính xấu vì mình, thì thôi, đổi luôn người yêu đi nhé. À, đó là anh nhọ chém gió thế thôi, chứ người trung tình như anh thì làm sao có thể bỏ nóc nhà mà đi mãi được. Cảnh vật ngoài kia đẹp đến như thế nào, cũng không thể nào đẹp bằng Vicky thân yêu được. Dù thế nào cũng phải quay về thôi. Nhưng chưa kịp quay về anh đã nhận được một thông tin hiếm có khó tìm. Một em cá mập voi cực hiếm đang ở gần đó. Bỏ lỡ một lần sẽ phải nuối tiếc cả đời.
vợ thì lúc nào gặp chẳng được. Thế là anh nhọ lại lao mình ra biển, phi xuống làn nước và tìm ngay ra em cá mập voi xinh đẹp kia. Một kết thúc tuyệt vời cho chuyến thám hiểm các loài sinh vật biển hôm nay. Đến lúc phải quay về để làm lành với nóc nhà thôi. Chúc cho anh nhọ sớm được vào nhà và tiếp tục trở thành trụ cột cho nóc nhà nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Mèo Ú trong video ngày hôm nay. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.